Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến môn ngữ văn lớp 11 của trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Bài học hôm nay cô đến với các em là văn bản Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận, một trong những nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ mới. Và bây giờ cô mời các em cùng với cô vào nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có 3 phần, phần tác giả, phần tác phẩm Tràng Giang và phần bài tập vận dụng. Trong phần tác giả, các em đi vào ba đơn vị kiến thức rất là quen thuộc, đó là tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và phong cách thơ Huy Cận. Ở phần tác phẩm Tràng Giang, chúng ta đi tìm hiểu xuất xứ bài thơ, toàn cảnh bài thơ và quan trọng nhất đó là cô định hướng tiếp cận bài thơ. Và cuối cùng là phần bài tập vận dụng trên cơ sở định hướng tiếp cận bài thơ của cô, các em có thể vận dụng vào để viết một đoạn văn cảm nhận về một câu thơ, một khẩu thơ và cả bài thơ. Và bây giờ chúng ta đi vào cụ thể nội dung bài học ngày hôm nay nha. Phần thứ nhất là phần tác giả. Các em mở sách giáo khoa, các em gạch chân dưới cho cô những phần rất là quan trọng về cuộc đời của nhà thơ Huy Cận trong phần tiểu dẫn của sách giáo khoa. Các em mở sách giáo khoa chưa nào? Các em nhìn vào phần tiểu dẫn, đặc biệt là ở phần cuộc đời. Các em gạch chân dưới cho cô những thông tin rất là cơ bản về nhà thơ Huy Cận, bao gồm này: tên thật, năm sinh năm mất, quê quán, hoàn cảnh xuất thân và những cái mốc quan trọng trong cuộc đời của nhà thơ Huy Cận, những cái chức vụ mà ông đã tham gia và thành tích mà ông đã đạt được. Các em chỉ cần gạch chân trong sách giáo khoa thôi nha. Ở phần sự nghiệp, các em cũng nhìn vào phần tiểu dẫn. Các em lưu ý cho cô trong sự nghiệp thơ ca đồ sộ của nhà thơ Huy Cận để lại cho chúng ta. Cô đặc biệt, các em lưu ý cho cô hai mốc, các em gạch chân trong sách giáo khoa cho cô. Cái mốc thứ nhất đó là trước cách mạng, các em gạch chân dưới cho cô tập thơ Lửa Thiêng năm 1940. Và mốc thứ hai là sau cách mạng, các em gạch chân dưới cho cô tập thơ Trời Mỗi Ngày Lại Sáng năm 1958. Trong tập thơ Trời Mỗi Ngày Lại Sáng năm 1958 sau cách mạng, các em đã học một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huy Cận ở dưới trung học cơ sở, cụ thể ở lớp 9. Bài thơ đó tên là gì? Bạn nào nhớ ha? Bạn nào nhớ nói cô nào? À, bây giờ cô gợi ý một khổ thơ ha. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cày then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Các em nhớ chưa nào? À, đó là bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của nhà thơ Huy Cận đó các em. Chúng ta sang phong cách thơ Huy Cận. Các em lưu ý cho cô đặc điểm thứ nhất. Thơ Huy Cận có sự kết hợp hài hòa giữa thơ ca truyền thống với thơ đường và thơ hiện đại Pháp. Thơ Huy Cận giàu chất triết lý và suy ngẫm sâu sắc về vũ trụ và cuộc đời. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ Huy Cận rất là dung dị mà trữ tình tha thiết. Trong ba đặc điểm của phong cách thơ Huy Cận thì đặc điểm thứ nhất và đặc điểm thứ hai được thể hiện rất rõ trong bài thơ mà chúng ta sắp tiếp cận tới, đó là bài thơ Tràng Giang. Chúng ta đi vào phần trọng tâm của bài học ngày hôm nay, đó là phần tác phẩm Tràng Giang. Thứ nhất, các em nắm vững cho cô xuất xứ của bài thơ Tràng Giang. Bài thơ in trong tập Lửa Thiêng, một trong những tập thơ nổi tiếng của Huy Cận trước cách mạng. Bài thơ Tràng Giang được gợi cảm hứng từ buổi chiều thu năm 1939 khi nhà thơ đứng ở bờ Nam Bến Chèm, ngắm nhìn cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước. Như vậy, nguyên mẫu của Tràng Giang chính là con sông Hồng, con sông lớn nhất của miền Bắc nước ta đó các em. Chúng ta sang phần toàn cảnh bài thơ. Các em nhìn vào bài thơ về hình thức. Cô tin rằng là bạn nào cũng có thể xác định được bài thơ viết theo thể thơ tự do, đúng không các em? Thế nhưng đọc đi đọc lại kỹ bài thơ thì Huy Cận sử dụng rất là nhiều điển tích điển cố đó các em. Nhà thơ Huy Cận sử dụng rất nhiều điển tích điển cố của Trung Quốc và văn thơ cổ. Vì vậy, tuy nỗi buồn bao trùm lên toàn bộ bài thơ nhưng không khí thơ vẫn mang âm hưởng rất thanh cao và quý phái. Bài thơ là bức tranh phong cảnh sông nước xứ Bắc, thấm đượm nỗi cô đơn của thi sĩ trước vũ trụ khôn cùng,
và qua đó nhà thơ gửi gắm khối tình dành cho thiên nhiên con người trong buổi nước mất nhà tan dưới ách nô lệ của thực dân Pháp. Các em nhìn vào bài thơ được nhà thơ viết thành bốn khổ đúng không các em? Đọc kỹ bài thơ, các em đều thấy mỗi khổ thơ đều có một nét tâm trạng buồn riêng và được mở ra theo không gian. Do vậy, có thể tiếp cận bài thơ theo từng khổ để chúng ta tìm ra nét đặc sắc nghệ thuật riêng của Huy Cận. Ở điểm này, cô lưu ý, tiếp cận một bài thơ có rất là nhiều cách khác nhau. Nhưng ở bài giảng ngày hôm nay, cô định hướng tiếp cận cho các em bài thơ, tiếp cận bài thơ theo khổ nha. Cô định hướng tiếp cận bài thơ cho các em. Khổ thứ nhất, cảnh gần nỗi buồn sông nước. Khổ thứ hai, cảnh cao rộng hiu hắt đất trời. Khổ thứ ba, cảnh xa rộng mênh mang sóng nước. Và khổ thứ tư là cảnh vũ trụ nỗi buồn mây nước. Đây là hướng tiếp cận bài thơ. Trước khi đi vào hướng tiếp cận bài thơ cụ thể theo khổ, cô mời các em nghe cô đọc bài thơ một lần nha. Tràng Giang của Huy Cận với câu thơ đề từ bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến khô liêu. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang. Không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Lòng quê rợn rợn với con nước, không khỏi hoàng hôn cũng nhớ nhà. Và bây giờ chúng ta đi vào cụ thể phần tiếp cận bài thơ nha các em. Khổ 1, cảnh gần nỗi buồn sông nước. Cô đọc lại khổ 1 của bài thơ nha. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy dòng. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Bài thơ bắt đầu bằng việc miêu tả sóng trên Tràng Giang. Hình ảnh sóng gợn cùng với từ lấy điệp điệp gợi cho chúng ta liên tưởng những con sóng rất nhỏ, rất gọn, liên tiếp gối nhau xô đuổi nhau đến tận chân trời. Cụm từ buồn điệp điệp gợi nỗi buồn mênh mang triền miên không dứt trong lòng người. Và đặc biệt là hình ảnh con thuyền xuôi mái. Các em liên tưởng trên dòng Tràng Giang mênh mang nặng tờ đó, một con thuyền buông trôi hững hờ trễ nải, phó mặc cho dòng nước đưa đẩy đến đâu thì đưa. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả. Cách ngắt nhịp 223 cùng với hai hình ảnh thuyền về nước lại, hai vật động trái chiều diễn tả trạng thái chia ly tan tác, để lại mối sầu trăm ngả lan tỏa cả đất trời. Câu thơ củi một cành khô lạc mấy dòng. Hình ảnh củi một cành khô là phép đảo ngữ. Các em so sánh một cành củi khô lạc mấy dòng. Phép đảo ngữ củi một cành khô gợi hình ảnh thơ rất là giản dị nhưng mà vô cùng giàu sức gợi. Một cành củi khô nổi trôi vô định trên sông nước Tràng Giang gợi cảm giác về sự cô đơn nhỏ bé lạc loài. Hình ảnh của một cành khô biểu tượng cho những kiếp người nhỏ bé bơ vơ, không chỉ trước đất trời vô biên, mà còn trước cả khung cảnh u ám nước mất nhà tan của cả dân tộc ta bị nô lệ lúc bấy giờ. Chúng ta chuyển sang khổ thứ hai, cảnh cao rộng hiu hắt đất trời. Cô đọc lại khổ thơ nha. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài sông cô xin lỗi nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Các em thấy không, không gian được mở rộng từ sông này lên cồn rồi lên tới đất liền chợ. Tuy nhiên càng nới rộng không gian thì lại càng khoang sơ và vắng lặng.
Điều này đó được diễn tả qua hai từ láy rất gợi cảm, đó là từ lơ thơ và từ điều hưu. Chữ điều hưu Huy Cận cho rằng ông học được trong câu thơ của Đoàn Thị Điểm trích trong Chinh Phụ Ngâm. Cô đọc hai câu nha. Non kỳ lạnh lẽo trăng treo, bến phì gió thổi điều hưu mấy gò. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Từ đâu trong câu đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều có rất là nhiều cách hiểu. Ở đây cô định hướng cho các em có hai cách hiểu. Thứ nhất, đâu có nghĩa là đâu có, tức là không có cái gì hết, hoàn toàn im lặng. Đâu là đâu đó, tức là vọng lại, có nhưng mà mơ hồ, hư ảo, xa xôi, không rõ rệt. Từ đâu đó, với hai nghĩa, với những cách hiểu ở trên đó, đặc biệt là cách hiểu thứ hai, cho chúng ta thấy một không gian vắng lặng, cô tịch, âm thanh sự sống của con người đó, rất xa vắng, rất mơ hồ, tất cả như chìm trong bầu trời, rất là sâu của sông dài, của bến vắng. Hai câu cuối của khổ hai, nắng xuống trời lên, sâu chót vót, sông dài, trời rộng, bến cô liêu. Không gian được mở ra theo nhiều chiều khác nhau, và đặc biệt ở đây được mở ra theo ba chiều khác nhau của hình ảnh. Cao của trời lên, dài của sông dài, rộng của trời rộng. Đặc biệt là cụm từ sâu chót vót, một cách diễn đạt rất mới mẻ, rất Huy Cận. Các em biết không, trong các nhà thơ mới, mỗi một nhà thơ như một bông hoa riêng, có một màu sắc và hương thơm quyến rũ khác nhau. Nhà thơ Xuân Diệu chúng ta học trong bài thơ Vội Vàng cũng có một cách diễn đạt rất mới, rất tây. Chính vì vậy ông đã được Hoài Thanh nhận xét là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, với câu thơ ví dụ như tháng giêng ngon như một cặp môi gần, hoặc câu thơ cuối của bài thơ Vội Vàng, hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi, hay như cách diễn đạt rất riêng của nhà thơ Hàn Mạc Tử trong bài thơ Mùa Xuân Chín của ông mà các em đã được làm quen ở trung học cơ sở. Ví dụ như khổ thơ khách xa gặp lúc mùa xuân chín, mùa xuân mà lại là mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng rực những làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Nhà thơ Huy Cận cũng vậy. Chúng ta quay trở về bài thơ nha. Sâu chót vót là một cách diễn đạt rất mới mẻ, rất Huy Cận. Từ sâu gợi ấn tượng về sự thăm thẳm, hun hút đến khôn cùng. Từ chót vót khắc họa được chiều cao dường như là vô tận. Và sâu chót vót cho chúng ta hình dung một không gian trải rộng, im lìm nhưng bị chia cắt trong nỗi cô đơn đến cùng tận. Chúng ta sang khổ thứ ba. Cảnh xa rộng, mênh mang sóng nước. Cô đọc khổ thơ. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang. Các em thấy vẫn là cảnh mênh mông côi cút với hình ảnh bèo dạt hàng nối hàng và bờ xanh bãi vàng tiếp nối. Hình ảnh chảy trôi gợi lên cái cảnh bơ vơ của nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Buồn trong ngọn nước mới ra, hoa trôi man mát biết là về về đâu. Gợi lên sau phút chia ly của Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Hình ảnh bèo dạt hàng nối hàng và bờ xanh bãi vàng một lần nữa như tô đậm sự lênh đênh phiêu bạt ở khổ thơ đầu. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Các em thấy khổ thơ xuất hiện một loạt các từ phủ định cụ thể như không một chuyến đò ngang, không cầu. Từ phủ định đó khẳng định xung quanh đây không có một sự kết nối giao hòa nào hết của sự sống thân mật, ấm cúng của con người với con người. Và khắc sâu một cái tôi cô đơn trống vắng, khát khao những dấu hiệu của sự sống, khát khao sự đồng cảm hòa hợp giữa con người với con người. Và cuối cùng là khổ thứ bốn. Cảnh vũ trụ,
nỗi buồn mây nước. Cô đọc khổ thơ. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chi nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Lòng quay rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Các em thấy không? Nhìn bức tranh, các em thấy khổ thơ hài hòa giữa chất cổ điển và chất hiện đại. Câu thứ nhất, lớp lớp mây cao đùn núi bạc. Các em liên tưởng trên bầu trời đó, rộng lớn mênh mông, có rất nhiều đám mây hết lớp này đến lớp khác, xếp chồng lên nhau như những bông búp trắng nở trên trời thu, được nắng chiều phản chiếu lấp lánh, nhìn như những núi bạc lộng lẫy. Nhà thơ Huy Cận cho rằng ông học chữ đùn trong bản dịch của bài thơ Thu Hứng mà các em đã học ở ngữ văn 10 tập 2 của nhà thơ Đỗ Phổ. Lưng trời sóng dợn, lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn, cửa ải xa. Hình ảnh thơ cho chúng ta thấy một bức tranh thiên nhiên rất đẹp, tráng lệ nhưng rất buồn, phải không các em? Vì lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Trên nền trời bao la xuất hiện một cánh chim bé nhỏ trao nghiêng trong bóng chiều. Bầu trời bao la, không gian rộng lớn mênh mông của bóng chiều, với một cánh chim đơn lẻ xuất hiện rất nhiều trong những áng thơ cổ tuyệt tác. Các em chắc không quên nhà thơ bà Huyện Thanh Quan. Và chúng ta cũng đã học một bài thơ nổi tiếng của bà, đó là bài thơ Qua Đèo Ngang ở dưới trung học cơ sở. Bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan, ngoài Qua Đèo Ngang còn có một bài thơ khác rất nổi tiếng của bà, đó là bài thơ Chiều Hôm Nhớ Nhà. Cô đọc nha. Chiều trời bảng làng bóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn, gác mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tự lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn. Kẻ trốn trương đài người lữ thứ, lấy ai mà kể nỗi hàn ôn. Rõ ràng Qua Đèo Ngang này, Chiều Hôm Nhớ Nhà có điểm tương đồng với bài thơ Tràng Giang, cánh chim, bầu trời, bóng chiều. Chúng ta quay trở về bài thơ nha. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Các em thấy hai câu thơ đã vận dụng phép tu từ gì ở đây nào? Phép tu gì? Đó là phép tu từ nghệ thuật đối lập đó các em. Một bên đó, lớp lớp mây cao đùn núi bạc, một bầu trời bao la hùng vĩ, đẹp, tráng lệ. Một bên chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, một cánh chim nhỏ bé đơn độc. Nghệ thuật đối lập đó nhấn mạnh nỗi cô đơn trong lòng người. Hai câu cuối của khổ thơ, lòng quay rợn rợn vời con nước, không khỏi hoàng hôn cũng nhớ nhà. Tứ thơ gợi nhớ đến nhà thơ Thôi Hiệu của Trung Quốc đời nhà Đường, đặc biệt là bài thơ Hoàng Hạc Lâu, Nhật Mộ Hương Quan Hà Sứ Thị, Yên Ba Giang Thượng Sử Nhân Sầu. Các em nhìn cuối sách giáo khoa phần chú giải đó. Các em nhìn vào cuối sách giáo khoa phần chú giải, các em thấy có phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Các em đọc cho cô nào. Nhật Mộ Hương Quan Hà Sứ Thị, Yên Ba Giang Thượng Sử Nhân Sầu. Có dịch nghĩa và dịch thơ. Cô đọc nha, phần dịch thơ. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Xưa nhà thơ Thôi Hiệu nhìn khói sóng mà nhớ quê, còn nhà thơ Huy Cận không có khói sóng, tức là không có cái gợi nhớ, mà lòng vẫn rợn rợn nỗi nhớ nhà. Các em thấy không? Bài thơ mở đầu bằng hình tượng sóng, kết thúc cũng bằng hình tượng sóng. Con sóng ở đầu bài thơ là sóng gợn, con sóng cuối bài thơ là sóng rợn rợn. Sóng rợn rợn vừa gợi cảm giác, vừa gợi cảm giác của thi nhân, vừa gợi cảm giác của hình tượng sóng gợn ở đầu bài thơ. Và như thế, khắc sâu nỗi nhớ quê hương da diết, sâu sắc thường trực của nhà thơ. Nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi buồn và nỗi nhớ quê hương da diết, sâu sắc và thường trực của nhà thơ. Phải chăng đó cũng là nỗi buồn, nỗi nhớ của cả một thế hệ thanh niên trí thức, sống trong cảnh nước mất nhà tan của dân tộc ta lúc bấy giờ. Nỗi buồn, nỗi nhớ của thế hệ thanh niên trí thức đấy đã được các em học trong bài thơ Nhớ Rừng của nhà thơ Thế Lữ ở trung học cơ sở. Khi cô nhắc tới Nhớ Rừng, cô tin chắc các em nào cũng đều nhớ tới bài thơ này, đúng không?
Nỗi buồn nỗi nhớ của con hổ bị bắt giam ở vườn bách thú chính là nỗi buồn và nỗi nhớ khao khát sự tự do, quá khứ vàng son của dân tộc ta. Cô đọc lại khổ một khổ của bài thơ nha. Gặp một khối căm hờn trong cõi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé dễu hay linh rừng thẳm. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Và như vậy, cô đã định hướng tiếp cận bài thơ theo bốn khổ. Cô đi đến phần kết luận. Kết luận ở đây cô kết luận về hai phương diện, đó là về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Các em chú ý nghe và ghi chép lại nhé. Thứ nhất là về nội dung. Bài thơ là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, được họa bằng nét bút tài hoa mà tinh tế. Cảm hứng của thi nhân qua hình tượng thơ là cảm hứng vũ trụ, mang vẻ đẹp u buồn của cái tôi lãng mạn trước sự khôn cùng của trời đất. Và từ đó, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và nỗi sầu nhân thế vốn là đặc trưng phong cách của thơ Huy Cận trước cách mạng, mà tiêu biểu là tập thơ Lửa Thiêng năm 1940 và bài thơ hôm nay chúng ta đang tiếp cận, đó là bài thơ Tràng Giang năm 1939. Ở phương diện nghệ thuật, có sự kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại. Thứ nhất ở thể thơ, thứ hai là ở hệ thống hình ảnh, ước lệ, thứ ba là ý vị thơ đường. Kết hợp với những hình ảnh rất là quen thuộc, gần gũi, phảng phất cảnh vật sông nước trên đất nước Việt Nam. Từ khổ 1 đến khổ 4, những hình ảnh quen thuộc gần gũi, phảng phất cảnh vật sông nước trên đất nước ta, ở mỗi một dòng sông cô nghĩ em nào cũng đều nhận diện được. Đó là hình ảnh của cây đa, của bến nước, của con đò, của cây cầu. Và đặc biệt hơn, đó chính là hình ảnh của những cây bèo. Đó là bèo Tây hay còn gọi là bèo Lục Bình đó các em. Cây bèo đã đi vào thơ ca, đặc biệt là trong dân ca, với bài dân ca rất là hay mà các bà, các mẹ đã hát và ru chúng ta ngủ những năm tháng ấu thơ. Đó là bài dân ca Bèo Dạt Mây Trôi đó các em. Và cuối cùng là phần bài tập vận dụng. Trên cơ sở định hướng tiếp cận bài thơ vừa rồi, cô gợi ý cho các em 3 bài tập. Bài tập thứ nhất là bài tập viết một đoạn văn cảm nhận về một câu thơ mà em thích nhất trong bài. Bài tập thứ hai là bài tập viết đoạn văn về một khổ thơ mà em thích nhất trong bài. Và bài tập thứ ba là các em tích hợp kiến thức tập làm văn, đặc biệt là nghị luận văn học, nghị luận thơ, nghị luận khổ thơ để lập dàn bài chi tiết, cảm nhận về hoặc phân tích về bài thơ Tràng Giang. Vậy thì 3 bài tập này cô gợi ý như sau này. Học văn, nhất là học văn bản, đích cuối cùng là các em viết được đoạn văn và từ đó các em viết được bài văn. Mà nếu như không viết được đoạn văn thì coi như là phần luyện tập của chúng ta thất bại. Mà đoạn văn cảm nhận là cảm nhận riêng của mình về cái hay, cái đẹp, về nghệ thuật, tức là về ngôn từ, về hình ảnh, về câu chữ và về nội dung mà nhà thơ gửi gắm. Đây là cảm nhận suy nghĩ của mỗi cá nhân. Cho nên cô rất mong muốn các em đọc kỹ bài thơ trên cơ sở định hướng tiếp cận của cô và tham khảo các bài tập vận dụng các em có thể cảm nhận để viết một đoạn văn trọn vẹn của mình. Ở bài tập thứ nhất, các em có thể lựa chọn bất kỳ một câu nào các em thích để viết. Ở đoạn bài tập thứ hai cũng vậy. Ở bài tập thứ ba thì vận dụng kiến thức của tập làm văn, các em lập dàn bài chi tiết cho phần mở bài. Phần mở bài giới thiệu về cái gì, cụ thể là về tác giả và về tác phẩm và những thông tin cơ bản, các em giới thiệu làm sao cho nó ngắn gọn. Ở phần thứ hai là cảm nhận bài thơ, đó là theo bốn khổ hay là theo nội dung, chi tiết của từng khổ, hình ảnh nào, chi tiết nào, nét đặc sắc về nghệ thuật nào, để xuyên suốt cho toàn bộ bốn khổ thơ hoặc theo nội dung bài thơ ấy, các em có thể vận dụng để viết bài cho thật tốt. Bài giảng của cô đến đây là hết. Cô rất mong các em trên cơ sở định hướng của cô, các em nắm được cái hay cái đẹp của bài thơ Tràng Giang, vận dụng được để tích hợp làm bài kiểm tra định kỳ và viết đoạn văn được tốt. Cô rất mong và hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Cô chào các em.